nồi chiên không dầu dung tích lớn Sanhao Mama SHD 4086W, trợ thủ món ngon của mọi gia đình. Sanhao Mama SHD 4086W đi theo hướng thiết kế tối giản với hai màu đen trắng sang trọng là điểm nhấn cho những căn bếp hiện đại. Chất liệu nhựa PP cao cấp, cách nhiệt tốt, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Điều khiển cảm ứng một chạm nhạy bén, màn hình LED sắc nét giúp cài đặt nhiệt độ, thời gian dễ dàng và chính xác. Luôn đề cao yếu tố an toàn tiện lợi, Sanhao Mama SHD 4086W được trang bị khay, giò chiên phủ chống dính Whitforce từ Mỹ, siêu bền không bong chóc. Thiết kế giò chiên dạng tổ ong giúp mỡ thừa dễ dàng chảy xuống khay hứng mỡ phía dưới, không thấm ngược vào thực phẩm. Nhờ lớp chống dính cao cấp, việc vệ sinh cũng vô cùng dễ dàng. Sở hữu dung tích lớn tới 4,5 lít, Sanhao Mama SHD 4086W dễ dàng chiên đồ ăn kích thước lớn, chiên gà, vịt nguyên con. Cùng bạn nấu nướng thông minh đơn giản hơn với đa chức năng tùy chọn, chiên, nướng, sấy khô, làm bánh. Công nghệ lưu thông tuần hoàn khí nóng Rapid Air tiên tiến, thực phẩm chín nhanh không cần dầu mỡ, giòn bên ngoài, mềm bên trong. Không lo bán dầu hay bỏng tay khi chiên rán, tiết kiệm thời gian nấu nướng hiệu quả, tự động ngắt khi quá tải nhiệt và điện an toàn tuyệt đối. Tách mỡ tối đa, giảm tới 80% lượng chất béo. Thực phẩm giữ được độ ngọt, thơm ngon, đặc biệt tốt cho sức khỏe. Nấu nướng thông minh, an toàn, tốt cho sức khỏe, đặc biệt chính sách bảo hành lên tới 24 tháng. Nồi chiên không dầu Sanhao Mama SHD 4086W, trợ thủ món ngon, vẹn tròn hạnh phúc. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.